Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại lên những bác một con video đây. Trước mắt với đây là một con Toshiba. Đấy. Con này là Z96A1, cửa mở trái, cửa L mở trái. Đấy, Toshiba. Dòng tô thì từ trước giờ nó là dòng tô nổi tiếng rồi. Lên đến Z96 thì nó là sang dòng cao cấp, nó cao hơn cả 9.000 năm. Đấy. Dòng này thì độ ổn định nó cao hơn. Đấy. Độ ổn định nó cao hơn và êm hơn. So các dòng này, các dòng máy thị trường bây giờ thì dòng tô được đánh giá là êm nhất và giặt khá là khỏe luôn. Nó vẫn mang động cơ liền trục. Đấy. Chỉ duy nhất là dòng ba la đây. Dòng ba la đây thì nó sang chạy dây cô doa thôi. Còn lại tất cả thì các máy giặt thị trường bây giờ thì 100% là động cơ liền trục. Đấy. Thì em xin dành một chút quay qua cửa hàng em một chút. Cửa hàng em có địa chỉ duy nhất tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975360433. Có nào cần xem hàng trực tiếp và trải nghiệm hàng trực tiếp, có thể qua cửa hàng em xem trực tiếp. Đấy. Thì em sẽ quay qua vào máy đây. Đây trước hay sau, em quay cho các bác luôn. Đấy. Băng dính đây thì em chưa kịp tẩy được. Bởi vì máy test xong rồi thì tranh thủ quay các bác luôn, để các bác vào kết luôn. Một lát em sẽ lau cho các bác. Đấy. Con này thì được sản xuất vào đát 2014. Máy giặt 9 cân, xế 6 cân, chạy bờ lốc, ga 1.4. Dòng tô thì sang dòng Z thì 100% là chạy bằng lốc. Chỉ có tầm tô G thôi, mà tô G thì bây giờ ít anh em buôn lắm. Bởi vì bọn em buôn về thì không đủ cước, cho nên là hầu như là bọn em mang dòng máy VIP về bán. Đấy. Con này thì công nghệ rất là cao cấp. Con này nó có AG cộng này, tô chết 9.000 năm chưa có này, ba la chưa có này. Đấy, AG cộng này tức là nó là bạc khử khuẩn. Đấy, thì ở đây nó có một thanh bạc nó chạy qua đây. Đấy, chạy qua và nó chạy một dòng điện tích. Đấy, gọi là AG cộng. Đấy, gọi là lao bạc ấy. Gọi là công nghệ lao bạc ấy. Đấy. Thì dòng này thì dòng tô nó mới có đâu. Dòng tô là dòng sáp có này. Đấy, là những cái dòng máy là có, còn ba la thì không có. Ba la thì máy đến tận má 8800 hoặc là 8800 má tạm má S. Đấy, thì đằng sau mới có công nghệ lao lỗi. Ở đây là AG cộng là lao bạc ấy. Thế bác hình dung là vậy. Máy thì là nhựa trắng, tất cả là zin 100%. Đấy, mạch móc zin. Đấy, mọi thứ là zin. Đấy. Dòng tô này thì bản thân nó là chống ồn rồi, cho nên là vách viết nó rất là êm. Đấy, bản thân là chống ồn rồi. Một bên nó là sóc điện. Đấy. Bây giờ sang đời cao thì nó chỉ có một sóc điện thôi. Đấy, sóc điện thì tác dụng là gì? Để nó cân bằng lượng quần áo ở trong và nó sẽ cảm biến để nó tăng giảm độ cứng và phụt. Đấy. Cho nên là cái máy giặt tô thì bao giờ nó cũng êm hơn các dòng máy giặt khác. Từ trước đến giờ trên thị trường bây giờ thì dòng tô là dòng êm nhất. Em đảm bảo các luôn, tất cả dòng máy dòng tô là êm nhất. Đấy. Cho nên là giá thành những con tô về nó rất là cao. Cho nên là nhiều lúc nó hơi bị ngược giá chút. Đấy. Đấy. Con này thì là con Z96A2. Thì khi mà các bác mua máy này em sẽ dịch hết sang tiếng Việt rồi. Đấy. Con này là giặt 9 cân, xế 6 cân. Đấy. Em quay qua lồng cho các bác này. Đấy. Lồng nhức doang chỉ này. Đấy. Trắng muốt luôn. Đấy. Trắng muốt một luôn. Đấy, doang đây. Đấy, cực kỳ trắng trẻo đẹp trai luôn. Kính đây. Kính đây. Rất là bóng luôn. Rất là đẹp. Đấy. Con này em bán cho các bác giá là 13.500.000. Đấy, 13.500.000 mà nó bao gồm đổi nguồn rồi, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. 13.500.000 nhá. Hàng em bao zin, bao đẹp như video. Đấy, má đây rồi. Đấy, các bác nhận là nhận đúng máy luôn. Đấy, hiện tại thì em đang có 5 con tô. Đấy, máy thì cũng đang cho chạy thử đi rồi. Đang cho chạy thử rồi. Đấy, hiện tại thì em đang có 5 con tô. Đấy, bác nào thích dùng máy tô thì cái chiếc máy này là alo cho em. Giá này là 13.500.000 nhá, đã bao gồm đổi nguồn, bao gồm cho các bác đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy. Máy thì bọn em đều bảo hành 1 năm. Lối thì bọn em hỗ trợ sửa chữa và nếu mà nặng là đổi máy luôn. Đấy, bác yên tâm là như vậy nhá. Bọn em bảo hành thì bảo hành ở tất cả 36 tỉnh thành ở đâu cũng được. Bởi vì là khi máy lỗi bọn em sẽ nhận máy về và sửa, nếu không được thì bọn em sẽ hoàn máy lại. Hoàn một cái máy khác. Và đặc biệt là nhà em đảm bảo là cước đi cước về bọn em chịu hết. Sắp sắp xảy ra lỗi thì không thể tránh được. Nhưng em đảm bảo bác là khâu bảo hành nhà em lúc nào cũng chuẩn chỉ cho bác luôn. Máy nhà em bán đi thì xác suất lỗi rất là thấp luôn. Trừ khi chuột bọ vào cắn thì bọn em không thể tránh được. Đấy là do lỗi do động vật nó tác động vào thì không thể tránh được. Còn bản thân một cái máy thì bọn em tép luận rất là kỹ rồi. Xảy ra lỗi thì hiện tại đến bây giờ là chưa gặp con nào cả. 100% là bị chuột vào cắn, cho nên là các bác mua máy nhà em thì lên để bọn em bọc chống chuột vào. Đấy, nhiều bác thì không cho bọc chống chuột vào, nên khi chuột vào cắn rất là mệt mỏi.
Đấy, cho nên là các bác lấy là bọn em sẽ tặng cả lưới chung chuột bọc hết cho các bác rồi. Nên các bác yên tâm mà dùng đi nhá. Đấy. Bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại ghi sẵn trên màn hình rồi. 13.500.000 cho con tô Z9632 đắt 2014. Đấy, con này được sản xuất đắt 2014. Con A2 thì sẽ là 2015. Đấy, cái má là sẽ là cuối sẽ là má 5. Đấy, con này đắt 2014, full công nghệ rồi. Đấy, giặt 9 cân, sấy 6 cân. Công nghệ carbon, công nghệ chống bám bẩn là lồng. Đấy, lồng kim cương. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là khá là nét luôn. Đấy, gia đình khoảng tầm 7 đến 8 người giặt con này thì thoải mái luôn. Đấy. Khá là êm. Bao lấy thì alo hai số điện thoại nhá. Em chào các bác nhá.